Thì ngày hôm nay là Chi làm cho các bạn cái chủ đề là nhận diện thành công thương hiệu qua website thương mại điện tử. Rồi, mình là Chi, mình đến phòng từ phòng training của công ty MediaStep. Thì ngày hôm nay là Chi làm cho các bạn cái chủ đề là nhận diện thành công thương hiệu qua website thương mại điện tử. À, thì đối với các bạn cũ ở đây thì cái bài website này cũng đủ quá quen thuộc rồi. Ở đây chúng ta có thêm những bạn mới nữa, được không? À, thì ngày hôm nay Chi sẽ rẽ sang một cái nhánh có liên quan đến website để thêm cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Ha, thì dù sao khi mà mình gọi là tư vấn cho khách hàng về website, về cái việc mà để làm sao làm nên một cái website nó chuẩn thương mại điện tử. Bên cạnh đó là cái website này còn giúp ích là gia tăng được doanh thu và độ nhận diện phủ sóng cho khách hàng, đúng không? Thì mình cũng phải nên tìm hiểu sâu hơn về nó. Ra hôm nay mình rẽ sang cái nhánh Google một chút xíu các bạn ha. Bởi vì á, một trong những người đã làm website rồi thì người ta luôn có cái mong muốn là mình sẽ được nhận ra, mình sẽ được tìm kiếm thấy ở trên Google. Và thậm chí là chúng ta sẽ đứng top Google, đúng không? Ok ha. Rồi, mình học chút xíu ha. Google nha các bạn. Thì ở đây ai biết về Google Ads rồi? Giờ nó là cái công cụ quảng cáo của Google. À, một cái loại là quảng cáo mạng tìm kiếm và cái loại tiếp theo là quảng cáo mạng hiển thị. Thì nghe cái từ quảng cáo thôi là bắt đầu bạn sẽ hiểu được là nó có phí, đúng chưa? Nó tốn phí đấy. Rồi, bản chất ở đây là cái gì? Mạng quảng cáo mạng tìm kiếm là ra sao ha? Thì bạn có cái thói quen là đi vào Google xong rồi chúng ta sẽ search ra những cái từ khóa, search từ khóa để mà mình tìm kiếm một cái bài viết nào đấy hoặc là một cái sản phẩm nào đấy, có đúng không ạ? Bốn bạn ở đây là bao nhiêu bạn vẫn còn giữ cái thói quen là chúng ta đi search Google để mà tìm kiếm từ khóa, tìm kiếm những cái thông tin mà bạn cần thiết. 1, 2, 3. Rồi, tất cả đều giữ thói quen đó. À, đúng thì các bạn ha. Ví dụ chị vẫn kiếm thuốc trị nám. À, bạn thấy ha. Ở đây á, khi mà xuất hiện ra cái cụm đầu tiên được tài trợ này, thì ta gọi ở chỗ này đó là được quảng cáo Google Ads. Được chưa? Google Ads. Ha, quảng cáo bài đăng. Được không? Được tài trợ rất là nhiều ha. Rồi, bạn nhìn qua bên đây cũng có chữ được tài trợ. Nhưng mà nó khác ở chỗ nào? Đây, có hình ảnh, có topic, giá tiền và cái tên của cái brand đó nữa. Cái tên của cái cửa hàng đó nữa ha. Thì đây á, gọi là Google Shopping. Cái Google Shopping này nó cũng chạy quảng cáo luôn. Được chưa? Nó thì nó mới xuất hiện lên đầu trang cho em thấy. Tương tự ở đây cũng đầu trang cho em thấy. Nhưng mà khi em rê tới cái bài là bệnh viện đa khoa Meditech này, Meditech này nó không hề có chữ được tài trợ. Vì tại sao nó lại được đứng cái trang nhất, trang số 1 như vậy, đỉnh không? Nhờ đâu các bạn? Cho trả lời cho Chi với. Nhờ đâu? Tối ưu SEO. Đủ chưa? Chị cũng tối ưu SEO đó, chị cũng nói với khách hàng của chị là trong web của chị tối ưu SEO rất là tốt, rất là hiệu quả. Vậy mà khách hàng làm hoài, bài đăng của khách hàng vẫn ở trang thứ 100, 110 luôn, 100, 200 luôn, không lên được trang nhất. Thì yếu tố nào mới là cái yếu tố quyết định để cái bài viết của bạn á, cái website của bạn nó được lên trên trang top? Tìm kiếm nhiều. Tìm kiếm nhiều, đúng chưa? Cụ thể vô. Thử đi em. Thử đi, mình nói thử đi, mình đang brainstorm với nhau mà. Người ta tìm kiếm nhiều hả? Người ta tìm kiếm cái từ khóa này nhiều hả? Nhưng mà người ta không click vào cái web của em, người ta click vào những cái web khác thì sao? Những bài viết khác thì sao? Long Châu nè, chị thích Long Châu, chị click vào Long Châu thì sao? Cuối cùng câu trả lời bạn phải rút ra được đó là cái traffic. Lượng traffic đến lượng lưu lượng truy cập ha. Thì người ta đọc bên ngoài, người ta sẽ thấy được là các loại thuốc trị nám tràn nhang được bác sĩ da liễu khuyên dùng chẳng hạn. Đây là một cái tiêu đề rất là hấp dẫn nha, đúng không? Thì chị sẽ ấn tượng quá, click vô. Rồi, chị đọc xương xương cái chị thấy trời dở quá, đâu có hấp dẫn gì đâu, chị đi. Vì thì á, cái thuật toán của Google nó sẽ đánh giá cái người này, cái đánh giá cái bài viết này nó không hề hiệu quả, nó không hề có giá trị, đúng không? Cho nên cái
thời gian tương tác trung bình trên một phiên như vậy, mỗi một lượt chị đi vào đây gọi là phiên ha, à, thời gian tương tác trung bình như thế đúng không, nói ít đi, à, bài viết nó không có giá trị. Còn nếu như chị là một người đọc này, người đọc người ta vào đây và chị xem rất là nhiều ở trong này, à, kéo xuống đến cuối trang đọc hết luôn, à, thời gian của chị ở trong cái bài viết này càng lâu, được chưa? Và chị đi qua những cái bài viết khác cũng trong một trang web này ha, thì ý ở đây để nói là cái gì? Bài viết này thu hút, nội dung nó hấp dẫn, à, nó hay, nó hấp dẫn đúng không? Đấy, để muốn có được cái lượng traffic tốt truy cập vào và cái lượng người dùng người ta ở lại lâu trong website của mình á, mình cần phải tạo ra nội dung tốt, thu hút, có giá trị. Bên cạnh đó, chúng ta có thêm một cái số kỹ thuật giống như là làm liên kết nội bộ. Được chưa? Giống như cái bài viết lúc nãy, à, tại sao chị lại băng qua đây? Tại vì chị thấy nó giới thiệu cho chị ha. Nó giới thiệu cho chị thêm những cái bài nào, à, tin cùng chuyên mục, hoặc là ở trên đây nè, người ta nhấn những cái đường link nội bộ này, thấy không? Tiểu đường thấy không? Click vô lại di chuyển qua một cái bài viết mới nữa. Nên như thế là chị đang ở trong website của họ vòng. Nên chị đâu có đi đâu, chị đâu có đi ra ngoài đâu đúng không? Thì cái thời gian mà chị ở lại trong website của họ nó kéo dài ra. Thì các bạn, quay ngược trở lại, hôm qua là chị không biết chị Ly có nói qua hết những cái phần này chưa, à, nếu chưa chị sẽ ôm lại cho các bạn nha. Thì ở đây mình cũng có blog, đúng không? À, thì khi mà mình viết ra những cái bài blog như vậy này, mình cũng làm được những cái link liên kết nội bộ ở đây. À, đúng các bạn, nhớ khúc này không? Đấy, được chưa? Bỏ cái URL vô. Đây là cái gì? Ví dụ giống như hồi nãy nè, bây giờ em viết một cái bài trong web chị bán bánh kem ha, giờ chị muốn giới thiệu thêm những cái dòng bánh kem khác, chẳng hạn bánh pizza, à, kiểu vậy, pizza sầu riêng, nghe hấp dẫn không? À, làm sao nữa? Bỏ thêm chữ gì nữa? Cách làm pizza sầu riêng. Rồi chị lại bỏ thêm cái bài viết lúc nãy của chị vô nha. Chị bỏ thêm cái link bài viết mà chúng ta đã tạo ra trước đó về cách làm bánh pizza này rồi, chị liên kết vô. À, đó, giữ chân khách hàng ngay tại trong những cái bài viết blog của mình. Đó, đây chính là những cái kỹ thuật nho nhỏ thôi, nhưng mà em có thể chia sẻ với khách hàng. Nhiều khi là người ta chưa biết cách nào để mà giúp cái website của họ đi lên được cái trang top, người ta chưa biết. Rồi chưa? Thì bản chất là bên mình đã hỗ trợ về cái việc là công cụ SEO. À, em thấy nè, nó sẽ tối ưu cái từ khóa SEO ở dưới này. À, nó cũng chỉ là một phần nào để cho cái anh Google á, anh nhận diện được cái website này tối ưu thôi. Bản chất nó vẫn phụ thuộc vào cái nội dung của bài viết ha. Nhớ các bạn, khi chia sẻ mình chia sẻ tới nơi tới chốn luôn, và làm sao để mà có một cái tưởng á, gợi ra cho khách hàng biết cách để mà họ làm. Rồi, đứng ở lóc này em nói thêm gì nữa? Em nói thêm về cái câu chuyện là anh hãy tạo ra những cái bài đăng nó theo lịch trình, giờ nó có thời khóa biểu cụ thể, không phải là hôm nay anh viết 10 bài xong rồi anh để đó, cái website của anh để đó, rồi một năm sau hay một tháng sau anh quay lại anh lại viết thêm. À, vậy thì chị hỏi thử nha, em có follow một cái kênh nào đó bất kỳ không? Vì sao em lại follow một cái kênh nào đó bất kỳ mà nó hay thú vị đối với em? Là vì nó luôn luôn tạo ra những cái giá trị. À, đó là tâm lý của người xem của mình mà. Luôn luôn tạo ra cho em giá trị thì em sẽ ở lâu với một cái kênh đó. Phải không? Còn một cái kênh mà nó cứ lúc này nó tạo ra, lúc kia nó không tạo ra. À, thì nó không có liên tục như vậy á. Đó, cho nên là người dùng cũng chán mà bỏ, và Google, bản thân Google họ cũng không đánh giá cao những cái kênh đó được. À, em phải cho Google nó hiểu, nó cũng chỉ là một cái con bot thôi. Nó phải hiểu được là trang web này nó có lịch trình cụ thể. Ví dụ 2, 4, 6 nó đăng bài, được chưa? 3, 5, 7 nó đăng bài. Cứ đi theo lịch cố định và cụ thể như vậy, cái nhịp đó nó sẽ giúp con bot Google, nó sẽ giúp giới thiệu cái website đó đến người dùng tốt hơn. À, nhớ nha, mình gọi là mình tư vấn và mình kéo, mình dẫn dắt khéo léo vào, được chưa? Đây là Google Ads ha. À, quảng cáo xuất hiện trên trang Google và các trang của đối tác Google. Rồi tiếp, cái quảng cáo mạng hiển thị, cái nãy là tìm kiếm đúng không? Em có nhu cầu, em tìm máy lọc không khí, được chưa? À, em là một người có sẵn nhu cầu, em đi vào trong Google em tìm kiếm cái từ khóa này thì chắc chắn được là gì? Em đã có 50% khả năng là em sắp mua rồi đó. À, em chỉ đang tìm hiểu thêm những cái dòng sản phẩm nào phù hợp với em, hoặc là thậm chí chị tìm thuốc trị nám đi, bản thân chị phải là người bị nám,
đúng chưa? Chị mới tìm chứ mất gì chị đi tìm thúc chị nó. À, hoặc là chị đang muốn mua và cho tặng ai đó đã là người có sẵn nhu cầu rồi nghe. Đấy rồi tiếp, quảng cáo mạng hiển thị. À, cái mạng hiển thị này thì thường xuất hiện ở bên đâu? Kênh YouTube này, em thấy không, có được chữ quảng cáo này nha. Thì cái mạng hiển thị này là sao? Em chưa có sẵn có nhu cầu gì hết trơn, nó quơ bây giờ kiếm em, nó kiếm em trước mà. À, được không? Hoặc là ở đây nè, đây quảng cáo Google. Bây giờ đây là những cái trang web đối tác này các bạn, freelancer.net nè, 24h.com, Dân Trí nè, YouTube này, những trang đối tác ha. Vậy thì bây giờ mình biết được cái anh Google ảnh có hai cái dạng, là một là dạng quảng cáo tìm kiếm và hai là cái dạng quảng cáo hiển thị. Ê ngủ đi kìa chị nói gì mà vẫn ngủ được hả, hay gì? Ráng ở nhà có 60 phút thôi. À, rồi bây giờ chị sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về rồi là trong cái Google Ads ha, những cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm nghe. Rồi mình hình dung ha, tại sao lại có cái anh Google này, rồi Google Ads thì các kiểu nha, mình cần phải xác định mấy cái yếu tố này ha. Bây giờ mình tưởng tượng với nhau đi, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và khi mà các bạn hiểu được cái cốt lõi, cái vấn đề nó nằm ở chỗ này, mình nói với khách, mình giao tiếp, mình tư vấn với khách đó, nó sẽ có thêm cái câu chuyện nó dài ra, nó thú vị hơn là các bạn cứ chăm chú vào cái tính năng sản phẩm của công ty, tính năng sản phẩm này kia các kiểu, nó khô khan. Thì bây giờ em tưởng tượng nha, Google á, nó chính là một cái kho lớn của toàn thế giới mình luôn ha. Đấy, thì Google Ads ở đây á, là những anh làm nhân viên sắp xếp kho. Tại vì mỗi một ngày nó lên rất là nhiều website nha, trên toàn thế giới mà. Thì nếu mà không có những cái thuật toán của Google á, không có những cái anh nhân viên sắp xếp kho này nè, thì nó sẽ bắt đầu lộn xộn ra, được chưa? Thì chúng ta coi Google Ads cũng là một nhân viên sắp xếp kho luôn ha. Đấy, thì người dùng, user ở đây á, là những cái người mà muốn vào kho để lấy đồ vật, đúng không? Chị là một user, chị đi vào Google, chị chẳng qua là chị đang muốn tìm kiếm cái thông tin, những cái món hàng nào mà chị muốn lấy ra thôi. Rồi, còn website là gì? Chính là những cái món đồ nó được đặt ở trong kho, đúng các bạn? Vậy thì bây giờ mình hiểu một cách đơn giản nè. Nếu em không có tiền, em chạy quảng cáo là em không có thuê mấy anh nhân viên xếp kho nè, xếp cho em lên cái vị trí mà gần người dùng nhất, được chưa? Là trang nhất á, thì em phải tự lực cánh sinh ha. Em cày SEO ít nhất là 6 tháng thì nó mới lên nổi, được chưa? Cái lượng truy cập nó đủ cao, đủ nhiều thì em mới lên nổi. Còn không, em sẽ chi tiền cho những anh xếp kho này để làm sao? Để mà anh sắp xếp những cái cục hàng hóa, đó là em á, cục em hàng hóa của em á, đưa cho người dùng một cách nhanh chóng nhất. Mình phân biệt ra ha. Nhớ nha, giờ có ai hỏi em ơi, làm SEO như thế này á là mất khoảng thời gian bao lâu thì mới được lên website? Tự tin nói luôn, thời gian dài á chị, ít nhất là 6 tháng. Tùy vào cái năng lực của chị nữa, tùy vào chị có biết bắt trend hay không nữa, tùy vào cái việc nghiên cứu từ khóa của chị, biết cái từ nào nó ngon, từ nào nó dở. Làm sao để biết từ nào ngon, từ nào dở? Phải có công cụ. Mọi người hay sợ công cụ nào? Nhiều công cụ ha, bạn search ở bên cái anh gì đó nhỉ, ở Google á cũng được. Keyword Finder cũng được. Công cụ này á, thì chị thấy nó tốt, nhưng mà tuy nhiên là em phải trả phí ha. Nó chỉ cho em search có duy nhất là 5 từ miễn phí mỗi ngày thôi. Còn mình không muốn mất thời gian vào cái việc đó thì mình phải trả phí, nhưng mà nó phân tích rất là chi tiết. Em thấy không? Ví dụ chị search cái từ khóa này, những từ khóa có liên quan nó sẽ sổ xuống đây và cho em biết mức độ khó dễ này. Key difficult ha. Đó, màu cam màu vàng hết là đây là những cái từ khóa đã đang mức độ khó rồi. Khi nào mà nó màu xanh á, còn xanh lá á, là chị kiếm xuống đây có xanh lá nha, là nó vẫn còn dễ ha. Rồi ở đây nè, cho em thấy là mức độ tìm kiếm này, search từ khóa này là như thế nào ha. Nha, rồi CPC là gì? Cái số tiền mà em chạy quảng cáo hiệu lực click đó, cho em biết luôn những đối thủ của em đang ở đây. Những đối thủ này là những top này, chứa trong bài viết của họ những cái từ khóa này, được chưa? Và mình có thể là mình sổ ra được nha, khi mà cái gọi là cái bản mua rồi á, là sổ không giới hạn luôn.
mình lấy cái danh sách này ra để mà mình sắp xếp lại từ khóa rồi mình làm. Và thậm chí là em lên Google Trends á, em gõ em tìm kiếm cái từ khóa nào nó đang được tìm kiếm nhiều nhất nữa. Đó, nhiều khi là bạn một cái tiêu đề nó ok, nó hay nhá, thì cái từ khóa của bạn á được nhiều người search ra. Chị đang nói là đây là cái gọi là organic search á, cái lượt tìm kiếm tự nhiên á, là người ta search từ khóa xong người ta đi thẳng vào trong cái bài viết của em ha. Đó, thì đó là gọi là organic search. Bên Google Analytics nó sẽ đo lường hết những cái đó, nó đo lường cái lưu lượng truy cập này nó đến từ đâu. Nhớ ha, mình tìm hiểu thêm, chỉ cho keyword thôi, các bạn tự tìm hiểu thêm Google Analytics là gì, là gì, là gì. Tại vì khi mà đã khi mà làm website thì chúng ta phải liên quan đến những cái đó. Được chưa? Nha. Rồi, bây giờ mình quẹo vô lại trong cái website của mình. Rồi bây giờ ôn bài tiếp nha, để cho các bạn nắm vững luôn. Thì cái website của mình đứng ngay cửa hàng trực tuyến này các bạn ha. Ở đây á, là họ thiết kế ra cho mình là hai cái giao diện, hai cái đâm chính ha. Một cái đâm là cho quán nước và một cái đâm là cho quán bán thức ăn. Đúng không? Ha. Em có quyền là em thêm chủ đề. Em thêm nhiều chủ đề được là đằng khác nè. Tại vì sao? Tại vì cái website nó giống như căn nhà vậy ha. Bao nhiêu năm rồi nó cũ kỹ rồi, em cũng cần phải sơn lại cho nó mới lại đúng không? Và thậm chí là em thay đổi qua từng mùa chẳng hạn. Đến dịp lễ Noel, Tết gì đó, em cần phải thay một cái màu sắc nó tươi mới, nó xinh đẹp hơn. Đúng chưa? Cho nên là việc ở đây em tạo ra những cái chủ đề như thế này, em sẽ đợi đến cái dịp đó là bắt đầu em thay đổi chủ đề thôi. Nó nhanh chóng ha, tạo ra những cái chủ đề khác nhau mà mình để dành đây. Cái phần này là phần sau này, Ngọc. Cấu hình tên miền. Cái phần này là phần mới này. Nếu giờ khách hỏi em là cấu hình tên miền này như thế nào, bước 1 này là như thế nào, em giải thích với khách làm sao? Hôm bữa là lên tính năng mới là chị nhớ là chị có làm phần này rồi nha. Có version mới vừa rồi. Hay vậy hả? Khúc đó em chưa vô hả ta? Rồi ok. Thì ở đây các bạn ha, cung cấp tên miền của website. Tức có nghĩa là cái gì? Khi mà em có cái tên miền riêng em chỏ vào đây, được chưa? Đó, cái phần này là cái phần tên miền riêng. Nếu em không sử dụng tên miền riêng á, em có sẵn của mình á, thì em thấy nè, cái đuôi nó sẽ là gofmb.gosell.vn. Dài không? Đấy. Thì khi cái này các bạn lưu ý cho khách ở cái điểm này ha. Đó, khách mà không có tên miền riêng, không có chỏ vào á, thì là khách phải chịu cái đuôi quảng cáo cho bên mình nha, gofmb.gosell.vn. Được chưa? Mở bảng giá ra xem tên miền riêng bao nhiêu liền ha. Mình tư vấn, mình kết hợp với bảng giá vô nó sát liền luôn. Hễ mà là anh đang có cái nhu cầu là bên mình sẽ mua tên miền riêng cho ảnh kia các kiểu, thấy không? Bảng giá của MB này áp dụng từ ngày 4 tháng 6 này, nhớ nha. Mình tư vấn, mình kết hợp, mình chỏ bảng giá vào. Rồi cho anh có quyền lựa chọn cái đuôi chấm cái gì. Rồi đi tiếp này. Rồi ở đây mình tùy chỉnh giao diện ha. Rồi sao? Chị đứng ở ngay giao diện này, chị nói gì với khách bây giờ? Trời ơi, ngủ say sưa luôn kìa, cứu tôi với. Ngủ hoài em, buồn ngủ quá hả? Ráng hồi xuống làm ly cà phê nha, xong rồi vô demo cho khách nha. Thôi ráng lên các bạn, thì cái giấc giờ này chị biết là các bạn cũng sẽ buồn ngủ dữ lắm, nhưng mà cố lên nha, mình có 60 phút thôi. Thì em ơi, cái phần giao diện này á là khách không cần phải biết viết code hay gì hết, đúng nha. Ngay từ ban đầu mình nói cho người ta để người ta đừng có sợ ha, tại nhiều khách người ta sẽ nghĩ là làm website hay gì là bạn cần phải biết viết code, nó giống như WordPress gì đó, kiểu mà em tự em chế ra một cái website của riêng mình á, em lại tự làm hết trơn đó. Thì ở đây á là cái hình thức mà chúng ta đã có sẵn, ảnh bìa này cũng được thiết kế sẵn hết rồi, và khi mà khách muốn thay đổi gì là khách là người ha, tự tay vào đây để mà thay đổi úp ảnh bìa lên các kiểu. Chị tin chắc là các bạn ở đây là rành vào cái khúc này rồi đúng không? Nhớ ha, mình có gì? Ảnh bìa, đúng không?
Đây, cấu trúc những cái element này, ảnh bìa tới flash sale, tới khuyến mại quảng cáo, giới thiệu, thực đơn hôm nay và bài viết đây chính là blog. Đó, blog nằm dưới đây. À, vậy thì bây giờ chị không có thích hiển thị những cái mã code, nhỏ, mã giảm giá của cửa hàng của chị lên website. Yeah. Chị chỉ muốn là cho ai biết cái mã này thì người ta mua thôi ha. Chị ẩn đi, nhớ nha các bạn nha. Ừ. Mở mắt nè, mở con mắt nó lên rồi ẩn nó xuống, được chưa? Ok không? Mở nè, tắt nè. Đó, bạn làm ha, bạn làm ra một vài thao tác để thấy được là cái gọi là cái sản phẩm của mình á nó work hiệu quả, được chưa? Đó, demo là vậy nghe, nói như sao là làm ra thực tế cho khách thấy liền ha. Mở lên. Ok không? Rồi, trong từng phần như vậy em sẽ có những cái ý tưởng để em đưa cho khách làm. À, cách để mà chúng ta kéo dài cái cuộc demo ra là hai bên phải trò chuyện với nhau, hỏi anh hiện tại website của anh á, à, mình có đi theo cái cấu trúc này không, à, anh có để ảnh bìa lên đầu tiên không, à, được không? Hoặc là người khách nó sẽ nói là không, anh không có thích để ảnh bìa lên đầu tiên, anh muốn là những chương trình flash sale của anh đẩy lên đầu tiên. À, rồi sao giờ đỡ nói cái câu hỏi đó thì sao các bạn? Bí không? Có bị bí chưa? Ok, cái platform này á, nó đi theo cấu trúc này. À, đó. Thì hiện tại những cục element của mình á, nó sẽ được fit như thế này. Không có đẩy lên, đẩy xuống hay di chuyển gì được hết. Cho nên là khi mà khách mua theo cái platform này á, là khách phải đồng ý với lại cái cục element như thế này. Nha. Còn bây giờ khách muốn tùy ý của khách á, mình có thể vẽ ra một cái hướng gọi là hai bên cùng thương lượng. Cùng thương lượng để làm ra được cái điều của khách muốn, đó là chuyện bình thường. Ở bên mình là có một cái công ty Media Step, Step Media, đó là có công ty viết ra code, viết ra những cái sản phẩm này. Mình không có phải là đi outsource ở bên ngoài về, đó là những anh outsource bên ngoài để mà viết. Mình có hẳn một công ty luôn, cho nên các bạn tự tin ở khoản này giùm chị nha. Khách có cái nhu cầu riêng của khách, ok, khách có tiền mình triển khai, hợp tác hai bên. Đây, một cái banner như thế này em thấy ha. Bây giờ chị lợi dụng cái banner lớn như thế này, và banner này là banner trượt nữa. Chị giới thiệu những cái món ăn gọi là best seller, hot, hấp dẫn đi kia kiểu. Ở đây, những chương trình ưu đãi giảm giá hay là kiểu mà đến Tết mình tri ân khách hàng như thế nào ha. Mình sẽ rất là nhiều ý tưởng để làm cái banner này. Rồi, flash sale ha, những thực phẩm thì sao các bạn? Trong ngày á, các bạn đi Aeon các bạn cũng thấy là 9 giờ tới giờ vàng giảm giá. Thì tại sao mình không lợi dụng cái chương trình flash sale này để mà mình đẩy bớt những cái sản phẩm đang bị tồn trong ngày. Đó là những sản phẩm mà không thể giữ lại qua ngày mai được, qua ngày mai là nó giảm chất lượng. Phải không? Rất là nhiều ý tưởng để nói nha. Rồi, hoặc thậm chí là bây giờ cửa hàng của anh đó, ảnh không muốn flash sale đi. Ảnh không muốn bán phá giá những cái sản phẩm của ảnh, tha là ảnh bỏ, nó hư mà nó. Thì mình hãy vẽ qua cái hướng gọi là mồi nhử trong flash sale. Làm những cái sản phẩm mà gọi là best seller của ảnh á, để đem nó ra làm mồi nhử luôn. Hạ giá chớp nhoáng để mà cho khách thu hút. Được chưa? Nhiều ý tưởng mà các bạn. À, mã giảm giá đây ha, kích thích người ta mua hàng nhiều hơn nữa. Rồi, cái gì? Đây là cái gì nè? Giới thiệu khuyến mãi trà đen, thứ sáu tiên đen tối gì đó. Rồi, giới thiệu ra những cái chương trình của các bạn ở đây, những cái món best seller các kiểu. Rồi, tới cái phần menu. Rồi, tới cái phần bài viết ha. Ủa, hôm nay có ai online dữ gì ta? À. Và cuối cùng là mình thấy cái chân trang. Được không? Cái chân trang. Đó, Lily test cho các kiểu này. Đó, mình chọn vô chân trang ha. Đây, bạn thấy nè, muốn sửa lại cái gì bỏ vào đây. Đây, ảnh có ứng dụng, đúng không? Ảnh cũng có build app. Đó, thì hãy bỏ cái phần gì? Đây, hiện lên. Đây, mã QR code cho việc tải ứng dụng, đẩy cái hình ảnh tải ứng dụng lên. Hả? Tại sao mình không lợi dụng những cái thứ này để mà mình nói cho khách hàng biết thêm về cái câu chuyện là mở rộng ra cái độ nhận diện thương hiệu của họ. Được chưa? Em có website rồi. À, và em muốn biết, em muốn cho người ta biết được là cửa hàng của em cũng có app. À, những cái tiết nhỏ như thế này mình có thể lồng ghép vào, mình nói anh ơi, mình có thể mở lên tại chân trang như thế này nè, để cho khách hàng của mình sẽ thuận tiện tải app xuống nha. Sử dụng một cái app gì nó có nhiều lợi thế hơn nữa. Bạn đã học ở bài trước rồi đúng không? Độ nhận diện nó còn cao hơn cả website. À, đó. Đó chính là cái chìa khóa để giữ chân khách hàng các bạn.
bạn tải app về rồi là bạn không bao giờ bạn gọi là có điểm số này, có thứ hạng thành viên trong đó là bạn khó để mà bạn bỏ đi. Trừ khi là cái cửa hàng đó nó giảm chất lượng rồi nó phục vụ nó đi tệ xuống thì bạn sẽ buộc lòng bạn từ bỏ. Chứ thực chất là chị đi Bách Hóa Xanh là chị tải app quà tặng VIP á, là chị vẫn giữ tới bây giờ ha. Chỉ mỗi lần mà đi mua là chị được tích điểm như vậy á. Đó. Nó ít thôi nhưng mà sau này nó quy ra thành một cụm 10.000, 20.000 trừ vào hóa đơn ha, là chị cũng cảm thấy rất là vui. Hãy nói những câu chuyện đó chia sẻ với khách nha. Rồi menu. Rồi ai chị cho chị biết cái cách để là mà tạo ra menu như thế nào đây? Bạn menu. Menu. Ừ. Bây giờ tên mới. Hết. Tên mới. Mới tên menu. Rồi sao nữa? Chị tạo ra một con của mục này, số số 1 này chạy trong mục này thì sao? Kéo. Được chưa? Thế là bây giờ em có một mục này, ví dụ này là cái gì? Sản phẩm. Không, cái này là bộ sưu tập nha. À, em liên kết vô. Em liên kết đến bộ sưu tập vô. Chi tiết sản phẩm vô. Tìm kiếm nha, bún bò vô. Rồi, ở dưới ra, chẻ ra hai cái. Thôi cái này bộ sưu tập nó không hợp lý ha. Cũng được, cũng được. À, ví dụ như là bánh kem. Nè, được không? Rồi, thêm một cái, thêm một cái đứng đây nữa. Hay vậy là đây, đây là cái đầu này. Cái đầu đây nè, chỏ vô nó sẽ có ra thêm hai nhánh nữa. Được chưa? Bánh bánh nướng. Rồi, liên kết vô thôi. À, tuy nhiên cái này chị nhắc nha, là ở đây á, trên web của mình á, hiện tại nó cho có hai luồng thôi, nó không có cho cái luồng thứ ba này. Đang sửa, được chưa bạn, các bạn? À, bên dev họ trả lời là đang sửa cái chỗ này ha. Trong tương lai nó sẽ cho ra nhiều thêm. Đó, em muốn mở ra nè. Nè, cái này bộ sưu tập thì cái này là cái gì? Dịch vụ chẳng hạn. Đó, lớp học làm bánh hay cái gì đó. Ba la ba la ba la la, bỏ liên kết URL vô cũng được. Ha. À, đó. Chỏ xuống đây. Trang của tôi này. Đây. Tiếp, đó, bạn vẽ ra thôi, bạn vẽ ra thôi, cầm cái này kéo đi thôi nè. Được chưa? Dễ ha, muốn thêm là bấm thêm cái. Trong đây nó lại có con nữa ha. Một lớn này nó có con đó. Ok không? Đây, đánh ra từ từ. Thì những cái này là cái gì? Trang, được các bạn. À, dịch vụ nè, trang nha. Ví dụ thêm một cái trang nữa là trang chính sách đổi trả ha. Ổn không? Chính sách đổi trả đó. Thì khi em bút ra một cái là những cái đầu 1, 1, 1 này, em sẽ thấy được là đây. Đó, ok ha. Và em sell lại thôi. Được chưa? Menu này làm rất là dễ. Mình kéo thả, mình kéo thả, kéo thả. Còn á, trang á, thì bây giờ chính sách đổi trả này, mình phải tạo ra cái trang đó trước đã, thì mình mới liên kết vô. Nhìn ha. Đó, thêm mới ra. Nó đang bị giật á. Trang thêm mới này. Đó, em tạo ra cái trang. Chưa? Rồi tạo ra cái trang đó, nội dung của trang nó là cái gì ha. Tại vì nhiều khi là mình bán online mà mình cần cho khách biết được là cái chính sách đổi trả nó như thế nào ha. Rồi dịch vụ vận chuyển của chúng tôi ra làm sao, phải cần trình bày ra cho khách biết. Thì em tạo ra cái trang đó để mà em liên kết vào cái menu nha. Dễ mà đúng không? Rất là đơn giản. Rồi bây giờ ha, tới lượt bạn lên demo. À, bạn có câu hỏi nào không trước khi mà các bạn bạn được chọn lên demo đó? Ok, em hỏi đi. Chưa. Em phải link vô. Nè, chị lấy ví dụ nè. Rồi, bây giờ chị có chính sách vận chuyển. Dạ, trang chính sách vận chuyển. Mở ra ha. Chị sửa trên cái test 1 đi. Rồi, đang có nút chỉnh sửa nha. Rồi. Đó, tắt bớt đi các bạn. Xóa bớt đi nè. Đó, bạn có thể thêm, bạn cũng có thể xóa, được không? Đấy. Rồi. Rồi. URL ha. Đó, mình liên kết cái URL của cái trang đó vô.
hoặc là em đi trực tiếp tới trang của tôi luôn nha. Cái này thì nó gần, nó sát hơn nè, trang của tôi nè, em đi đến trang chính sách đổi trả luôn, em hiểu không? À, đó, nó đi đến trang chính sách đổi trả. Ở đây sửa lại nha các bạn, đây sửa lại là chính sách đổi trả nó mới hiểu ha. À, chính sách đổi trả được chưa? Ok, được chưa Ngọc? Em phải sửa ở đây là chính sách đổi trả này. À, hiểu không? Đó, anh này là gì? Trang chủ này, đúng không? Sản phẩm này, sản phẩm, đúng chưa? Dịch vụ này. Ok không? Nhà Linh nó vô thôi, đó thì nó mới sẽ hiểu được. Rồi, ai hỏi gì nữa? Ai hỏi gì nữa? Rồi, vậy thì mời bạn lên demo nha. Long, ai Long? Ngọc. Lên thôi Ngọc ơi. Cố lên các bạn. Chắc Tú hả? Không sao Ngọc, mình sẽ vững vàng. Đồng người cho Ngọc tráo thôi. Đúng giờ đang muốn gì chị? Bây giờ chị là khách hàng nè. Rồi, chị đang cần có nhu cầu là tham khảo website của bên em á, để chị hợp tác, chị thuê trong vòng 2 năm. Rồi, để em... Bây giờ cứ giới thiệu đi đã. Em cứ giới thiệu. Bây giờ các mời hợp tác. Ừ. Em mời chị hợp tác website của bên em nha. Để em tắt. Giờ em dùng website của bên Nina. Nhưng thấy nó không có hiệu quả. Nên là cũng không có định hướng làm website. Ờ, vậy cho em hỏi là cái phần website trên Nina thì nó có thể order được không, hay là nó chỉ là một cái web thông tin cho mình thôi? Theo em thì em có bao giờ lên Google không? Tùy vào cái việc là cái cửa hàng đó nó có kiểu như là nó có trên app hay không. Nếu mà không có thì mình phải lên thẳng trên website để đặt hàng. Shopee Food, nhưng mà vậy trên Shopee Food thì nó có trường thông tin, kiểu như là có những thông tin mà trên website có hay không á. Tại đôi khi là mình ví dụ như là cũng là cái tên cửa hàng đó, nhưng mà hiện tại là cái tên đó là nó có nhiều cửa hàng khác nhau, không phải là chính chủ của mình. Thì mình có thể là mình nên tạo một cái website để cho người dùng họ biết là đây là cái quán của mình, thì đây là đúng chính chủ, là đây là kiểu như là kiểu như là đúng cái cửa hàng họ tìm, chứ không phải là những cái cửa hàng khác. Thì theo em biết thì hiện tại có chính chủ, nhưng mà nó có thể order được chứ anh không anh? Thì nó sẽ tạo cho mình một cái website, đúng không? Là mình thường thường là theo em biết thì ở bên ngoài thị trường thì sẽ có những cái đơn vị công ty giống Nina á, thì mình phải đưa có những cái trường thông tin hoặc là hình ảnh cho họ, thì họ sẽ có mới có thể là viết code rồi tạo ra một cái website giống như vậy. Thì tuy nhiên bên em á thì có một cái tính năng vượt trội hơn, có nghĩa là mình có thể tự tạo nên một cái website luôn mà không cần nhờ vào một cái đơn vị công ty nào khác nữa. Dạ đây. Đây là cái giao diện là bên em có thể là cung cấp cho mình về cái việc là mình có thể tự tạo riêng một cái website theo cái ý thích của mình mà không cần nhờ vào cái đơn vị công ty khác. Thì mình có thể tự tùy chỉnh về cái việc là hình nền rồi màu, nói chung là về cái chủ đề của website mà mình mong muốn, thì nó sẽ thu hút hơn về cái việc đó, là mình không cần tốn thêm một phần chi phí nào khác nữa. Mở giá lớn.
À đâu Nếu mà chị. mấy chị để ngoài che đó. Ở Đâu đâu? đó? Cái gì vậy? Cường Cái này hả chị? kéo xuống. Em bị bắt. Dạ đây. Đây là phần quảng giá về website bên em thì thời hạn vào 6 triệu rưỡi cho một năm. Thì tụi em tính giá ra là đâu Em đó. làm website bên em nha, 1 triệu là mỗi năm đóng phí hosting có 30%. Bên em là hết năm là phải phải làm đúng không? Chi phí lớn quá anh không có đầu tư. Hàng năm anh phải bỏ ra 6 triệu mấy cho cái website. Bây giờ em làm bên nhà nó đưa trên luôn, website đã làm quá. Anh là đâu có hàng năm anh đâu có cần hỏi là 6 triệu mấy, 7 triệu đó làm. Nhưng mà anh có chắc là cái website của mình là có thể là tiếp cận được với nhiều người dùng hơn không? Thì đó anh cũng bảo là cái website không có hiệu quả. Thì em đưa vào bên em website thì bên em có gì đặc biệt không? Thì em thấy là bên em hiện tại là thì có thể thay đổi được cái hình ảnh đó, nhưng mà em chưa thấy hình ảnh nó đặc biệt hơn như thế nào ngoài cái phần đó. Thì cái phần website bên em á, thì cái hệ thống bên em là đã được đồng bộ với từ khóa SEO trên Google rồi. Thì có nghĩa là nó để em mở lại trên đầu tay. Là bên em đã có đồng bộ từ khóa SEO trên Google rồi. Thì cái việc từ khóa này á, là nó sẽ giúp ích cho mình vào cái việc là sẽ tăng thứ hạng của mình trên Google hơn. Thì thay vì hồi lúc trang web của mình là sẽ nằm vào những cái trang phía sau. Từ từ người ta đang giải thích. Phía sau thì bên em có phần gọi là viết blog. Em sẽ ví dụ cho mình một vài. Dạ đây. Đây là ví dụ về phần viết blog thì những cái từ khóa giống như vậy mình có thể thêm cái từ khóa SEO ở trên đây. Thì bên em khuyến khích là các nhà hàng hay là các chủ nhà hàng đó, thì viết blog tối thiểu trong vòng 6 tháng để có thể là duy trì được cái phần từ khóa SEO này. Thì nó sẽ trong khoảng thời gian đó thì nó sẽ từ từ tăng cái thứ hạng của website mình lên trang đầu, thì nó có thể là tiếp cận với người dùng dễ dàng hơn. Thì đây là cái hướng mà em nói là sẽ tìm kiếm được mới thông qua cái việc là em làm tốt SEO, bởi vì trang web của em đã tối ưu được cái SEO đúng không? Vậy thì khi kiếm được khách hàng mới rồi thì liệu chị website bên em giữ chân khách hàng cũ bằng cách nào? Đúng không? Họ vô chẳng lẽ em để cho họ đi luôn? Có cách nào để mình giữ họ lại không? Không, cái cây đó của ấy của chị thì sớm có bây giờ Đi sớm đến hả? Rồi, ok. bây giờ đến cả bên nào. Bây giờ nếu anh nói website bên em là đúng không, bên bên em có SEO rồi đúng không, vậy thì ok, một cái điểm đặc biệt rồi. Vậy thì ví dụ bây giờ bên em nói là em cần đang website vẫn còn order được đúng không, thì bây giờ bên anh đang dùng sự hệ thống quản lý bên Sabo đó, anh bên nó có web order đó, thì anh cần anh gửi cái QR code của bên sao cái web order đó cho bên Sabo để cho khách hàng order qua cái web order đó, nó cũng chế độ robot đó. Thì cái website bên em thì nó đặc biệt hơn là nó tùy chuyện giao diện nó có của SEO rồi. Ok, vậy thì còn gì nữa? Thì anh đang nếu mà order thì anh gửi order qua link của web order bên Sabo ấy. Thì không những về cái website bên em là chỉ có thể là cho mình những cái thông tin về cửa hàng của mình đi, thì bên em còn có thể là thì bên em cũng có thể là order trên thẳng chính website của mình luôn. Khoảng trả lời giúp em đi mọi người. cố bạn nhanh lên mất thời gian nhanh lên
phút này sao mọi người brainstorm đi mọi người. Có anh Nam thì Ly nữa. Bên web bên mình có link Google Map, link Google Map với lại để cho mình tìm cái địa chỉ cửa hàng nó gần nhất mình có thể xem được địa chỉ cửa hàng. Và trên web thì có tích hợp luôn là mình có thể mình đặt bàn ở trên web được luôn, để cho mình đỡ mất công mình phải check xem là cửa hàng hiện tại là đang có bàn hay không, thì mình có thể mình đặt trực tuyến luôn. Em nghĩ là app mình nó có một app mình có chức năng mạnh hơn là nó tương tự như một cái web, mình có chức năng mạnh hơn là tương tự như cái app luôn. Mình có thể sử dụng đa số các thành phần như trong app, API trả về địa chỉ cửa hàng, tìm ra tìm kiếm gần nhất, và các cái gói mình check trong app thì trên web nó cũng sẽ có, chứ không phải là cái landing page như những một số trang web khác. Bài viết mình cũng có đọc được và mình có thể check được cái footer, là khi ví dụ người ta xài web mà có giao diện không nhìn thuận mắt thì phía dưới footer nó có cái phần down app về. Cái đó thì một số trang web sẽ không làm được. Bên em thì tích hợp tất cả vô một cái web như một cái app. Không biết trả lời hợp lý không? Nghĩa là cái trang web ở bên em á, thì nếu mà khách hàng đặt hàng á, thì họ sẽ tìm được họ sẽ lựa chọn được cái cửa hàng gần họ nhất. Cái đó là giống rồi chị. Cái thứ hai nữa là khi mà họ đăng ký như vậy á, thì cái hệ thống tên khách hàng á, sẽ tự động nhảy về trên app luôn. Đó, mình không cần phải nhập lại bằng thủ công nữa. Đó là cái tiện lợi cái web bên em. Khi khách hàng đặt hàng, tên của họ sẽ nhảy về bên app luôn. À, rồi ý của bạn là có nghĩa là thu thập được data của khách hàng một cách tự động, không mình không cần phải nhập thủ công vào lại. Ok, em còn ý kiến nào nữa không? Ý là nãy em nghe nhưng mà em chưa có hiểu được câu hỏi. À, rồi anh Long nhắc lại câu hỏi cho bạn. Câu hỏi là bây giờ bên web Nina nó cũng có thể order được. Nó cũng có thể, có nghĩa là cái web đó cái giá tiền của nó là 7 triệu là build cái web lên rồi, thì hàng năm chỉ có đóng tiền hosting thôi, nó chỉ có mấy trăm tới triệu thôi. Còn bây giờ bên mình giá thành là 7 triệu cho thuê một năm, mà bên mình chỉ có đặc biệt cái là có công cụ SEO không thôi, với lại có thể thêm thay đổi thêm hình ảnh. Vậy thì còn cái lý do gì nữa mà để mà thay đổi bỏ web Nina để anh dùng web của bên em? Suy nghĩ nha. Chưa tìm được câu trả lời. À, chưa tìm được câu trả lời. Ừ. Anh Hiếu thì có vẻ gần hơn đó. Cái câu của anh Hiếu thì cũng có vẻ gần tới được và đang chưa. Hiếu là ai? À, của anh bên mình là cái gói 7 triệu đó là ok hết luôn, không có phát sinh đúng không? Dạ, 7 triệu một năm. 7 triệu một năm. Nè, một cái web 7 năm mãi mãi luôn. Thì tại sao anh phải chuyển qua dùng của bên em trong khi cái web Nina là bây giờ anh thấy nó không hiệu quả? Như là em thấy là bên em á, thì không những là nó có nhiều tính năng, thì cái bên Nina thì có thể build cho anh dùng mãi mãi, nhưng mà bên em á thì hiện tại thì có thể update các tính năng mới nữa, thì mình sẽ theo sát quá trình mình sử dụng mà về web và fanpage luôn, app luôn. Cho nên là cái 7 triệu một năm á, là em có thể là cho anh những cái tính năng mới, có thể là phát triển sâu về lâu về dài hơn nữa. Cho nên là không... Nếu mà đưa lên tính năng thì lúc anh cần tính năng thì kêu một bên ghép đưa lên thôi. À. 2 triệu, 2, 3 triệu đó thì nó đưa sang tính năng đó rồi. Thì nó cũng chưa giải quyết được vấn đề. À. Nói chung là tiền đó anh không quan trọng. Bây giờ anh cảm thấy là cái nào nó hiệu quả. Thì là em cho anh thấy được cái giá trị của web của bên em. Cái việc mà
cái hiện tại mình đang có gì để mình đang có được. Quyền mà khai thác cái quy trình đặt ra lúc mà đặt hàng ở web của bên khác nó như thế nào, vậy mình nghĩ là mình có được cảm xúc gì không? Chị tiếp nha. Ok, Long đang nói tới cái khúc mà khai thác cái quy trình đặt hàng qua website. Bây giờ em cho bạn các bạn ở đây thấy là cái quy trình đặt hàng nó như thế nào luôn nhé. Về cái quy trình đặt hàng á, thì bắt buộc là khách phải đăng nhập hoặc là đăng ký vào cái website của mình. Thì về cái phần thông tin đó thì nó sẽ chạy về CRM. Thì tí xíu em sẽ nhắc lại sau. Thì bắt buộc là khách phải mình chỉ làm sao để tắt vậy đây, thì khách bắt buộc là phải đăng nhập vào cái phần thông tin để chúng mình là để mình có thể là giao hàng cho khách. Thì mình bấm vào cái phần sản phẩm như vậy, ví dụ mình đã thêm vào cái giỏ hàng, mình bấm vào cái đặt hàng, thì đây là cái trường sản phẩm là khách đã cung cấp cho mình. Thì cái phần này sẽ chạy về CRM, còn đây là cái phần mà phương thức thanh toán, thì khách có thể trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc là cái Momo đâu rồi chị? Về phương thức thanh toán là mình có thể trả tiền mặt, Visa hoặc là chuyển khoản qua ngân hàng. Có Momo. Có Momo nữa. Khách có thể là sử dụng mã giảm. Cái mã giảm này á, thì bên các cửa hàng thì có thể tự tạo trong cái phần là GoNB Admin. Thì khách sẽ áp dụng và cái hóa đơn là trên đây nó sẽ có ghi là áp dụng thành công. Sau đó mình đóng lại cái phần khung đó. Ngọc đang đi theo hướng là trình bày khách cách thức rồi. Đấy, cậu ơi, em trình bày sao cho khách thấy được là cái tính năng này nó đa dạng hết, thú vị. Dạ. Mình được có hướng dẫn khách cách sử dụng, chưa mua, nghe vô ý nghe, đừng có bắt đầu sai lầm với các bạn chưa có mua đâu. Cho nên các bạn đang trở thành người CS rồi, để cho các bạn hướng dẫn người ta cách cài đặt ra thiết kế này, kiểu là không có đi theo cái đúng hướng nè. Làm sao cho người ta thấy được cái giá trị của sản phẩm của mình? Mình nói gì giá trị là khách không thể hiểu được. Khách không thể biết đơn, em làm một cái đơn và có thể hủy cho bạn coi thử coi. Ủa được. Đó, cửa hàng của em xác nhận rồi mà. Là sẽ không được hủy đơn, nhưng thực trạng là chị đã xác nhận cái đơn phải rồi. À, còn giờ em đặt đơn và cửa hàng thì chưa nhận đơn thì chưa có xác nhận gì cả. Còn bên thì bên em có quyền hủy đơn. Bên cạnh nó sẽ khác với cái khác là sẽ có một bên hiểu về cái phần đã làm sản phẩm được giao hàng. Dạ sao? Dạ sao? Không hiểu lắm. Tại sao cô lại vô trễ? Rồi tiếp đi Ngọc. Em còn nhớ cái khúc tự đến lấy kìa, nói luôn. Tự lấy hay là giao đây? Đây cái phần là mình đây là cái phần là ưu điểm bên em là mình có thể là cho khách lựa chọn được là có thể là giao đến. Thì cái phần giao đến hay là cái trường địa chỉ này là khách đã tự setup nói sao ta? Giao đến là bây giờ người ta ở đường từ xa, người ta đặt cho em giao hàng đến. Còn giờ người ta muốn tự đến lấy, ví dụ như em đặt cái Highland Coffee dưới ha, nó trong tòa nhà mình luôn rồi mất gì giao đến. Phải không? Chị muốn tự đến lấy để chị tiết kiệm được chi phí ship ha. Vậy gì thì em sẽ thấy nó rất là linh hoạt nha, website của mình vô cùng linh hoạt luôn. Cho người ta là tự đến lấy được cái mặt hàng của người ta được.
hoặc là người ta ở in tại chỗ đó mình giao tới cho người ta. Vậy thì cái câu chuyện ở đây sẽ suy ra được là mình tăng được cái trải nghiệm của người dùng, đúng không? Nếu mà một website nó cứng ngắc, phải giao người ta tốn phí ship như vậy thì nó quá là cứng ngắc. Ok không? Tăng trải nghiệm của người dùng, nhớ nói ý này. Ok. Rồi còn gì nữa? Chị... Rồi bây giờ cho là chị là biết được cái cấu trúc để mà chúng mình thành lập lên cái đơn hàng. À vậy thì trong cái hình trang cá nhân đó, có cái gì hay ho nữa? Nói ra luôn. Trong trang cá nhân kia, đi vào cái hình đầu người. Này, ở đâu? Đây. À. Tài khoản của tôi. Ờ. Có gì? Rồi, trong cái phần tài khoản của tôi á, thì khách hàng có thể biết được là mình đã tích được bao nhiêu điểm cho cái phần lần mua trước của mình. Thì cũng cho khách biết là cái điểm của mình là đang ở hạng mấy. Để thí dụ là trong quá trình mua lần mua tiếp theo á, thì khách có thể là đến tận cửa hàng hay là đặt hàng trên app hoặc là trên website á, thì họ có thể sử dụng được cái những cái điểm tích điểm này để có thể là đổi được những cái voucher hoặc là những cái quà tặng bên quán của mình. Thì đó là một cách để mà các chủ cửa hàng có thể là chăm sóc lại cái phần khách hàng cũ. Đúng các bạn, tức là bạn nói là những cái phần SEO khi mà bài viết của mình được nhiều người quan tâm, nhiều người thu hút hơn á, thì coi như nó là một hình thức là thu hút được khoảng là thu hút một cách miễn phí. Vậy bây giờ những vị khách đó đến với cửa hàng chúng ta sẽ làm cách nào để mà giữ chân họ? Cho nên mình có cái gì những chương trình tích điểm, thăng hạng, nhớ. Đó, điểm số, bạn mở ra cái phần cài đặt điểm số cho khách coi. Đó, cài đặt như thế nào, dễ không, đơn giản không? Đó, người ta mua về, bản chất là người ta muốn hệ thống nó dễ hiểu, đơn giản. Để người ta có thể tự người ta hoặc là không cần phải đi hỏi ai cái gì hết. Nhưng lỡ người ta có hỏi thì mình cũng có một bộ phận chăm sóc khách hàng để trả lời cho người ta. Tại sao em còn phải nói với cái vấn đề này? Bởi vì đó là một trong những vấn đề hậu mãi. Mua xong không phải bị bỏ rơi mà vẫn có người chăm sóc kèm theo. Đó là chúng ta biết. Bây giờ cái chăm sóc là để chăm sóc à, chăm sóc thế nào? Chăm sóc trên web thì là không. Bản chất ở đây là gì? Khi mà họ mua xong sản phẩm mình rồi đấy, thì là người sẽ ít là cũng được. Vẫn còn mà chị Ly. À dạ, cảm ơn chị. Bên đây vẫn còn. Là thì mình có cái sự hướng dẫn đến từ các bạn chăm sóc nha, thì cho khách biết cái cách để mà thực hiện cửa hàng, chứ không phải là bạn chăm sóc đó sẽ làm toàn bộ từ A đến Z. Em phải không được hai cái ý gì nha, hiểu không? Rồi, khách mua sản phẩm xong, khách là người tự ý tự do. À đây, khi mà khách mua ký kết hợp tác với bên mình xong rồi nha, hiệu lực hợp đồng chạy, thì CS là người hướng dẫn để khách vận hành. À, khúc đầu tiên là CS mở ra website này kia các kiểu làm vận hành cho khách, nhưng mà trong tương lai sắp sửa xảy ra là khách phải hiểu về sản phẩm. À, khách tự khách làm, khách muốn thay đổi, ví dụ chị lấy thay đổi banner đi, à, khách tự khách update lên được, thì những cái vấn đề đó là ai trên cho khách? CS. Hiểu chưa? Hiện tại bây giờ là CS, trong tương lai nếu mà đông khách hơn là training sẽ làm. Hiểu các em? À, bên GoSell là gì? Có 3 bộ phận hậu mãi. CS nè, training nè, rồi bộ phận thứ 3 là bên QA. Các anh chị là check lỗi này kia các kiểu á. Đó, tham gia hậu mãi vào. Đó là những yếu tố rất là quan trọng luôn á các bạn. À, họ sẽ có cảm giác mình không bị bỏ rơi. Bởi vì bản chất đây là một sản phẩm công nghệ. À, đối với những người mà lớn hơn tụi mình á, sẽ khó để mà đi theo lắm, bắt kịp lắm. Cho nên em cần phải nói cái chương trình hậu mãi ra để cho khách hiểu. Được chưa? Ảnh không bị bỏ rơi đâu, ảnh có trong CS 11 trong một cái group như vậy á, la lên cái, hú lên cái là có người hỗ trợ ngay lập tức. Nha. Rồi, cậu ơi, ý nghĩa của tính năng tích điểm này là giúp cho khách hàng làm được những gì? Cái phần tích điểm này á thì cũng như là tăng một cái phần trải nghiệm cho khách hàng, là giúp khách hàng là có thể quay lại quán của mình. Em ví dụ như là hồi lúc là mình đặt trên Shopee hoặc là Grab đi. Tuy nhiên thì cái việc mà có thể tích điểm trên đó thì nó có thể sử dụng ở tất cả các quán ăn khác nhau. Tuy nhiên mà về cái phần tích điểm này riêng của quán mình á,
thì mình có thể là cho họ cái trải nghiệm là mình ăn uống ở đây thì mình dạ dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bên em thì còn có một cái phần gọi là có thể là gửi mã giảm riêng cho khách nữa. Như nào, bằng cách nào, trong thời điểm bây giờ, lúc này khách hàng bắt đầu mới nói là anh chưa có, anh đang bị vướng phần đó đây. Okay, vậy thì anh ngồi im để em hỗ trợ cho anh xem mà hiện tại bên em đang có cái này, tích điểm này, thứ hạng này, ưu đãi này, vậy thì sẽ giúp cho anh tăng được cái hiệu quả khách hàng quay trở lại, đúng không? Sau mình bắt đầu mình mới dở lên cái trong cái phần demo. Mình nắm được cái vấn đề của khách đã. Chứ mình vào phát mà mình đập luôn là bên em có tích điểm, nó có thứ hạng này, họ sẽ không hiểu gì và họ không chú ý. Thì bọn em sẽ đi lan man trong cái cuộc demo đấy. Hiểu không? Ừ. Đúng không? Ừ. Như vậy anh có chắc là cái chương trình hôm nay anh tung ra là khách hàng đó quay trở lại, chắc chắn 100% là khách hàng cũng sẽ quay trở lại không? Đúng không? Vậy thì cái việc này anh đang sử dụng là để anh dự trù cho những cái trường hợp xấu nhất trong tương lai xảy ra. Và ngành F&B cạnh tranh về món ăn, sản phẩm rất là mạnh. Hôm nay mình làm ra món trà sữa, mai có thằng khác nó làm luôn. Coi như là anh đang từ chối khéo với mình coi như anh khách này đang từ chối khéo với mình á, thì mình phải giải quyết từ chối như thế nào đây? Em bí quá, em không biết có gì để nói hết, thì em hãy đưa dẫn chứng. Bây giờ ngành hàng của anh ha, anh bán ngấn nước, thì bây giờ em dẫn chứng cụ thể nhất là anh Phúc Long đi. Khi em là hội hiệp hội thành viên của anh này, em được discount 15%, thẻ VIP của em 15%, cứ thế mà em cứ mua là em được 15%. Thế thì tại sao em phải qua bên anh không cho em gì hết? Okay, ha. Mình bí quá, hãy lấy dẫn chứng bằng những người gọi là trong cái ngành hàng đó đã phát triển, những cái nhà bán đã phát triển trong ngành hàng đó, thì tại sao mình không học tập theo những cái người đã phát triển như vậy, đúng không? Mình cố chấp để làm gì mà mình không mở rộng cái sản phẩm cũng cửa hàng của mình ra. Ok các bạn ha. Rồi mình lố giờ rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi training cùng với chị ngày hôm nay nha. Chúc các bạn sẽ thành công tại Media Step. Ok. Cảm ơn mọi người.